Ơi ơi bạn ơi, đến nghe chuyện người đẹp Tây Đô. Chuyện là giờ cô Thắm chẳng còn ngây thơ như lúc xưa, chẳng còn ngồi đung đưa dưới mái hiên chưa hè chạy tóc. Thắm bây giờ thích vào quán bar, cặp với mấy ông già đáng cha. Nhìn kìa giờ cô Thắm có hình xăm phun cánh tay, đầu thì nhộm hai lái đi vết ba của đồi non bọc. Lướt sang đường bao chàng ngon nghiêng, trời ơi Thắm như là giang tiên. Bao dân chơi thời nay ai không cùng say người đẹp miền Tây. Tung tăng trên sàn ba em theo đại gia em đều vàng cây. Hương thơm trên người em nước qua đi gió gu xì chờ neo. Em chỉ xin thật xin còn lại mọi thứ có người ta lo.